Rồi, hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà cách đây trước đây tầm 4 năm trước mình đã làm một cái video rồi. Đó chính là cái gương chiếu hậu của Hyundai HD. Chiếc gương chiếu hậu này thì nó lắp chung cho toàn bộ dòng Hyundai HD từ HD 65, HD 88, 99, rồi 650, 450, rồi 500, rồi HD 700, rồi đến bây giờ là Lưu Mighty 110 SL, 110 XL và 120 SL. Đó các bạn nhé, toàn bộ dòng xe này thì nó sẽ lắp cái gương chiếu hậu này. Đó, nó sẽ lắp cái gương chiếu hậu này. Và đây là gương nguyên bản theo xe. Đấy, gương nguyên bản theo xe nhá, nó sẽ có một số những cái chi tiết mà những cái gương nhái trên thị trường nó sẽ không có được. Đấy, và cái gương này đặc biệt, nó rất là đặc biệt và nó là hàng theo xe, nhập khẩu từ bên nội địa Hàn Quốc hoặc Anh xuất sang châu Âu thì nó mới có chữ tiếng Anh các bạn nhé. Đầu tiên của nó khác biệt hoàn toàn so với thị trường, nó là gương chữ tiếng Anh các bạn này. Gương xịn theo xe của nó là dòng chữ tiếng Anh các bạn nhìn này. Dòng chữ tiếng Anh. Đó, cái này thì rất nhiều gương nhái trên thị trường nó không làm, mà nó sẽ làm chữ Hàn Quốc hoặc là không có chữ gì cả. Và những gương nhái. Cộng với thứ hai nữa là các bạn nhìn cái viền này của nó này các bạn này. Cái viền mép mép kính này này, nó sẽ không bao giờ có vết chém mà nó sẽ rất là liền mạch với nhau các bạn thấy không? Đấy, các bạn nhìn cái mép này. Đó các bạn nhìn cái mép này, các bạn nhìn mép gương này. Đấy, các bạn nhìn cái mép gương. Nó sẽ có một cái lớp gọi như là gần như là một lớp gờ ra để nó ôm vào cái gương này các bạn nhé. Đó các bạn thấy không? Còn với thứ ba nữa là mặt phẳng các bạn ạ. Con này là mặt phẳng và thứ hai nó là mặt xanh. Nguyên theo xe của nó sẽ là mặt xanh và mặt phẳng. Đấy, nhìn nó rất rõ. Còn một số anh em có thể đang nhìn gương này, anh em thích nhìn gương lồi thì tùy. Nhưng ở đây là mình đang review cho anh em cái gương xịn theo xe mà những cái gương tàu nó không có được. Và rất nhiều anh em thích thích cái gương này. Đấy, đây là các bạn nhé. Các bạn nhìn cái mép gờ của nó này. Nó gờ hẳn lên như này luôn. Đó các bạn thấy không? Và lên, và đặc biệt đằng sau lưng của nó các bạn nhá, những cái gương tàu ấy thì nó sẽ không có, gương xịn nó sẽ có. Đây các bạn này, nhìn này, biểu tượng này, toàn bộ chữ Kia Hyundai và toàn bộ thông số của nó đây. Đó các bạn thấy nhá, toàn bộ thông số và biểu tượng Kia Kia. Đấy, và đặc biệt của nó các bạn nhìn về sống gương của nó khác hoàn toàn với sống gương bình thường. Đấy các bạn nhìn thấy không, hàng chuẩn xịn 100% treo xe chính hãng luôn. Và đây là cái mã của nó các bạn này, đó đây là cái mã của nó. Đấy các bạn nhá, mã gương đấy. Đấy, mỗi một cái gương nó sẽ đóng trong hộp xi măng và sẽ có túi ni lông chống sốc. Cộng với thứ hai là sẽ có cái bảo cái đồ ốc của nó thì bao gồm là bát này các bạn này, căn nhựa này, đấy, cho vào cái bát này, nó có hai con vít. Và đặc biệt cái lắp này của nó rất nhiều anh em bị mất, và đây cũng là lắp zin các bạn này. Đấy, lắp zin nha các bạn nhé, lắp zin nó rất nhiều ký tự ký số bên trong thì nó mới lắp vừa cái lắp này. Rất nhiều anh em bị mất cái lắp này, bị rơi mất hoặc bị ăn trộm mất. Đó, đây là gương xịn 100% chính hãng, hàng không sấy, gương đúng theo xe nguyên bản nhập khẩu châu Âu. Hiện tại gương này đang rất là cháy trên thị trường nhưng mà mình đã về được gương này để có cho anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 09788 23083 và 09788 23038 cũng như là 0243 881626. Các bạn muốn chơi đồ mạ gương thì các bạn bắt buộc phải mua gương xịn này thì các bạn ốp được. Còn nếu các bạn mà đang dùng gương tàu thì các bạn mua cái đồ mạ chrome ốp vào. Đồ chơi thì chẳng ốp được các bạn nhá. Các bạn phải mua gương xịn này mới dùng được. Để có cho anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại nhá. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Đây phụ tùng ô tô Nhật Đức đây, các bạn nhớ vào đúng phụ tùng ô tô Nhật Đức nhá. À, nhà mình có biển vàng rất là nổi luôn. Để có gì anh em nhớ vào ủng hộ mình nhá các bạn nhá. Đây phụ tùng ô tô Nhật Đức đây các bạn này. Đó, các bạn vào đúng bên này nhá. Bên này là cửa nhà mình, bên kia là không phải cửa nhà mình nhá các bạn nhá. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại mọi người video sau.